Em chào hai vợ chồng anh chị. Chào hai em. Hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu là anh chị tên là gì? Anh tên Võ Chí Dũng. Võ Chí Dũng ha. Còn chị gái? Lê Thị Bích Kiềm. Chị Kiềm. Kiềm là cái kiềm cắt móng tay phải không? Dạ đúng rồi. Hai vợ chồng anh chị là quê quán ở đâu đây? Đồng Tháp. Đồng Tháp. Vậy là hai anh chị mới từ dưới quê lên đây hả? Lên đây cũng được 4-5 năm rồi. À, tức là anh chị là quê quán ở Đồng Tháp. Nhưng mà hiện tại đang lập nghiệp là ở đâu đây? Ở phường Hiệp An á. Hiệp An. Bình Dương mình hả? Dạ. Hôm nay anh chị về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp anh chị gì đấy? Tìm con. Tìm con. Em xin phép chuyện trò với chị trước ha. À. Con của chị họ tên đầy đủ là gì? Lê Thị Xuân Nghi. Lê Thị Xuân Nghi, tên đẹp ha. Bé năm nay nhiêu tuổi rồi chị? Nó sinh 2007, quên 2009 á. 2009. 2009 vậy mới 15 tuổi. Dạ. Tháng mấy chị? Sinh tháng 3. 15 tuổi rồi. Con nhà mình đi ngày nào đây? Đi bữa thứ hai á. Thứ hai là ngày mấy em? Đã thứ hai tuần nào? Tuần này hả? Đúng rồi. Được mấy ngày chị? Hôm nay nó đâu được 3-4 ngày. 4 ngày. 4 ngày hả? Đi là đi tại Hiệp An. Đi tại Hiệp An. Con nhà mình là còn đi học không? Dạ không. Đi làm chưa? Đi làm đó, nó bỏ đi luôn. Đi làm được lâu chưa chị? Hổm nó làm bên kia thời vụ rồi người ta cho nó nghỉ á, tại vì giấy chứng minh giả á. Rồi người ta không cho nó làm nữa, nó qua Long Mi làm. Long Mi là làm tóc á hả? Long Mi làm Long Mi nè, Long Mi của mình đây nè. À, làm đẹp này dạ. Kia đúng không? Làm trong công ty Long Mi chứ không làm đẹp. Dạ. Con nhà mình học hết lớp mấy đây? Nó học lớp 1 à. Ôi trời đất ơi. Sao kỳ vậy? Tại kêu nó học cái ngoại hồi đó cổ lên đây làm cái kêu về ngoại học nó không chịu. Mới lớp 1 mà sao mà bé không chịu được? Đi mẹ. Đâu nó cũng mẹ chứ hồi đó nhỏ tới lớn giữ nó không mà đâu có ai giữ nó đâu. À, tức là anh chị đi làm mướn ở trên này. Ừ. Xong mình cho con về ngoại hả? Nó không chịu về ngoại, phải chưa cho nó về ngoại nó học rồi. Ủa trên đây vẫn học được mà. Đợt đó là nó 9 tuổi rồi đưa giấy vô người ta không có nhận nữa. Nhưng mà trước kia sao không cho đi học? Nó làm cũng không đủ ăn nữa. Trời đất ơi, anh chị đông con không? Hai đứa à. Bé này thương mấy đây? Bé này Úc nhỏ. Còn lớn là năm nay nhiêu tuổi rồi? 2007. 2007 17 tuổi. Trai gái chị? Trai. Có học không? Nó cũng học lớp 2, lớp 3 vậy. Ôi trời đất ơi. Vậy là hai bé đâu biết chữ đâu hả? Có thằng lớn nó biết. Lớp 2 biết chữ sao biết được? Còn anh chị biết chữ không? Biết. Chúc mình học đấy lớp mấy anh? Lớp 9. Lớp 9, chị? Em học cũng lớp 1, lớp 2 à. Đó học tới lớp 2 cũng nghỉ. Thế là chị đâu biết chữ hả? Chữ là gai chứ không gành. Biết gọi là chữ có chữ không đúng không? Ừ. Không có dành đúng không? Ừ. Nhưng mà anh học lớp 9 ha. Nhưng mà sao sao mình học đến lớp 9 mình là cha mà sao mình không cho con cố gắng mình học? Đây đó cũng khổ em mà hai ba đều khổ hết. Khổ hả? Hoàn cảnh đầy đưa hả hay sao? Đúng hay rồi. Là lý do tại bị thì là phải không? Khổ ha. Bây giờ mình không phải cái này nói để em trách móc anh chị đâu mà em thấy tội nghiệp cho các con của mình nè. Không được học, không được biết chữ. Đi ra đời dễ bị người ta lừa lắm nha. Vậy là con nhà mình đi làm kiếm tiền lâu chưa? Nó làm được có hơn tuần, 2 tuần gì à. Tại nó theo nhớ em, nó đòi đi theo con nhớ em nó trên chậu bằng da. Nhỏ em là em bà con hả? Em bà con, cô của nó. Ừ. Con nhà mình tính tình ngoan không? Nó cũng ngoan. Vậy đó giờ nó ở nhà không à em? Vậy là trước giờ ở nhà? Nhà không mà suốt luôn, chén bát không rửa, đồ đạc không giặt luôn á. Sao kỳ vậy? Thương nó vậy đó. Nó ngủ tới 1-2 giờ, có khi chị đi làm cả 2 về, cả 1 về tới 2 giờ là nhà nó cũng ngủ. Đó là mình thương, mình chiều con ha. Đúng rồi. Nhưng mà mình chiều vậy đúng hay sai? Sai. Sai rồi. Mới làm 2 tuần rồi bỏ đi luôn. Tại vì là tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Đúng ạ, tuổi lớn thì làm việc lớn. Con gái mà 14-15 tuổi trong nhà mà bây giờ học hành thì không đi. Chưa có đi làm thì mình phải tập cho, thứ nhất là mình ở trọ hay ở nhà đây? Kiều là nó đang chúc. Không ý là nhà mình là có nhà trên đây chưa? Không, ở trọ ha. Ở trọ thì bèo bèo ra cũng phải quét cái phòng trọ nè, lau chùi nè, thứ nhất là phải cơm nước. Nó không làm gì luôn á. Là tại nó anh chị không cho làm đúng không? Kiều nó là nó giặt đồ kia nó chúc nữa, mà nạt ngang nạt ngửa. Tại anh chị hết chứ đâu có phải tại bé được. Tại chị chiều cưng chiều từ bé nè. Chứ do mà quýnh đập con cái thì nó này cái nọ công. Lá gầy nó thì nó mà nó mẹ không, cái nó. Cái này em đâu có nói về vấn đề quýnh đập hay không quýnh đập. Lá gầy nó thì thấy tội nghiệp. Tội nghiệp ha. Nhưng mà bây giờ là ông bà xưa có câu là thương thì sao? Thương thì cho voi cho vọt.
ghét thì cho ngọt cho bùi, đúng không ạ? Dạ. Bây giờ mình chiều vậy là mình thấy sợ chưa? Bé giờ anh chị nói đâu nghe đâu, đúng không? Đúng rồi. Nó đâu nghe, nó nạt nghe này nữa là. Đó, thấy chưa? Khổ bữa thế. Nó nhắn tin nó cũng nạt nghe này nữa. Nhắn tin hả? Nhắn tin bé nói sao chị? Nó kêu cho nó đi bắn bông. Nó nói mẹ cho bộ cho con nghỉ làm công ty được không? Bắn hoa hả? Bắn bông mà bắn là... hoa mà gắn đám ma rồi đó, mấy cái đám bông ma. Bà bà em. À. Nói cho con làm tháng 90 triệu. Nói vậy giờ nó quen đó đó. Cái chị mới nói là ồ 90 triệu người ta làm hết rồi, đâu mướn mày đâu. Lại có thì giấc con mơ con không làm công ty nữa thì con đi về nhà. Tao lãnh một điều với hộp nhân cho mày làm. Nó không chịu. Nó nói nó gạt, nó nói để ỉa đi đái mà mẹ điện mày chữ này kia hoài. À. Vậy là con nhà mình đi được 4 hôm. Dạ. Đi là mang theo những thứ gì đi anh chị? Nó ở trên chỗ con nhớ em, nó quần áo chứ giấy cái xanh của nó thôi à, chứ không có gì hết. Mang hết đi rồi. Có xe cộ gì không? Không. 15 tuổi. 15 tuổi thì làm gì được đi xe? Nó cũng chạy xe mượn xe của em nó đi, xe máy hả? Nó trả lại em nó đi chắc đi xe đò, nó làm bên kia được 2 triệu 2 triệu mấy gì đó, nó gỡ về nhà được 1 triệu. Còn như kêu nhỏ em nó rút đưa cho nó hết, nó đi. Nó mua sim rồi qua bữa sau sáng nữa đi mất tiêu. Vậy là đi từ bữa giờ là mình có gọi được cho con không? Có, đêm hồi hôm qua rồi được nó. Con nói sao? Nó xin đi bắn qua, nó mới đầu hoa đám ma đúng không? Dạ. Hoa đám ma gì nữa. Đúng rồi. Rồi anh chị có gọi bé về không? Có, kêu nó về mà nó không chịu về. Nó nói chờ từ từ đi, dắt này 8-9 giờ rồi xe đâu về. Cái chị mới kêu là mày ra mày bắt xe lẹ gì cho tao. Nó nói với Út nó là con xin với mẹ con rồi. Cái Út nó nói là ủa mày đi qua đêm gì, mẹ có cho mày đi không mà mày xin mẹ mày rồi. Đi là lần này đi là cùng với ai? Nó không đi với ai, đi mình một nè. Phải có người rủ hoặc là người... Đúng rồi, nhưng mà anh không biết. Chị cũng không biết. Không nó biết đúng không? Chứ làm sao con gái nhà mình tìm được chỗ đấy được. Con gái ở nhà chơi điện thoại nhiều không? Cũng chơi nhiều. Bấm mít đúng không? Em biết mà. Liên tục đúng không? Anh chị có giày la không? Có khi la, nó đang đi dẹp nhà cửa mà nó cũng... Không nghe. Vậy là nói đâu nghe đâu. Nói kiểu ông bà ta hay nói cái câu là nói giống nước đổ đầu vịt đúng không? Nước đổ lá môn á. Đâu thấm được. Đó là không phải lỗi tại con. Không phải lỗi tại con gái nhà mình đâu. Tại anh chị á. Em nói nghiêm túc đấy, thật. Anh chị có buồn thì kệ anh chị thôi. Nhưng mà sự thật em vẫn phải nói. Không, em nói thì cũng đúng. Dạ. Vậy là gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Báo rồi hôm qua. Anh trở lên báo mà công an nó thôi giờ cứ vụ nó từ từ đi. Mà giờ biết sao vụ từ từ. Cái này là gia đình nhà mình đang sợ nhất điều gì đấy? Sợ nó ta buôn bán nó đi bán nó. Mẹ giờ có thằng vụ đó. Thằng nào? Thằng biết không? Cái thằng trên mạng nè. Nó đang quen này mà. Ồ, quen lâu chưa? Nó nhắn tin nó nói là có quen mới có mấy 2-3 ngày gì à. Mà điện viết nhắn tin người điện nhắn tin người điện. Cái thằng kia. Cái thằng đó điện lại nó nói là gì? Nhắn tin lại gì đó? Nhắn tin lại với anh. Nhắn tin lại với nhỏ cháu chụp cái nick nó gửi qua lại. Nhắn sao? Tin nhắn của nó đâu rồi? Mình nhớ mang máng được không? Nó nói là gì mới quen có mấy mới quen có 2-3 ngày gì à, mà người nhắn tin người điện tùm lum hết trơn á. À, nó nói vậy. Thằng kia mình ước chừng là nó khoảng độ tuổi bao nhiêu không? Từ 20 lên. 20 trở lên là lần này đi mà dẫn con gái nhà mình đi mà gây ra một cái hậu quả gì thì chắc chắn nó bóc lịch rồi. Yeah. 20 là mà con gái nhà mình 15 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên là bóc lịch. Yeah. Khá lâu đấy. Bây giờ là gia đình nhà mình rất sợ. Sợ rằng con gái nhà mình thứ nhất là có thể là đi theo thanh niên kia. Và thanh niên kia có ý đồ không tốt với con nhà mình. Yeah. Đặc biệt là có thể thứ nhất là đem bán con nhà mình. Yeah. Hoặc thứ hai là đưa vào làm những cái quán trá hình. Mình biết quán trá hình không? Dạ biết. Chị thì không biết nhưng mà em tin rằng anh sẽ biết, đúng không? Thậm chí là anh có tới những nơi đó chưa? Đúng không ạ? Bây giờ như này, anh hãy nói một cái điều tình cảm nhất với con. Hy vọng con của anh xem được video này để nhận thức biết được là bên ngoài rất là nhiều cặp bẫy và hiểu được cái tình thương của cha mẹ bao la thương con vô điều kiện để con anh sớm quay trở về. Ba nói chuyện với con. Dạ, cha mong con về với gia đình, với cha với mẹ lo làm ăn. Cha không muốn đập con cái gì đâu. Mong con về cha mẹ cũng khổ. Con về đây làm với cha với mẹ. Mong con trở về. Cha mẹ không có gầy đâu. Chị nói chuyện với con đi nào. Nói
nói đi cho con về. Nói vậy đó. Con đi về đây, mẹ không có đánh con đâu. Sợ mà đi người ta lừa gạt mà thôi. La gậy gì mà nó không nghe nữa. Trước giờ là ai là người hay tâm sự với con nhất? Ba hay mẹ? Mẹ. Mẹ. Cái ba chắc cũng ít nói hả? Cái gì cũng mẹ ơi không à. Nhưng mà mẹ là cũng là người hay la hay đánh đúng không? Đâu có mẹ, đánh đâu, có đánh chỉ không? La thôi à. Hay chửi không? Mày tao đúng không? Toàn chửi mày làm cái này cái kia không nên hành. Có bao giờ chửi là mày ngu này kia không? Không. Đừng có chửi những câu đó nhá. Dù là con mình cũng không nên chửi những câu đó. Câu đó tổn thương nhiều lắm. Rất nhiều trường hợp các bậc làm cha làm mẹ về đây chia sẻ với anh em đội sĩ Nguyễn Thanh Hải là chửi con những cái câu rất là thậm tệ. Mày đúng ngu rồi. Quá. Mày nhìn con như người ta kìa. Mày đồ chú ngục. Mày ngu. Con như người ta làm nên việc kìa. Mày đồ ăn hại. Đó. Chửi những câu con, những cái câu tại thật sự rất đau lòng. Tại la nữa. Tại vì mấy đứa em nó cũng còn nhỏ tuổi đi theo người ta. Hai đứa con đùm đùm đó. Cái la nó, thôi con gán đừng đi theo người ta. Mày ở nhà mày không làm thì tao mẹ nuôi con. Dạ dạ rồi cũng đi à. Trước cái thời điểm con bỏ đi là gia đình nhà mình có ai la chửi bé không? Không. Không. Nó đi làm, nó làm với nhỏ em nó chết mà. Không ai la chửi ha. Đúng rồi. Nhưng mà tính tình bé nhà mình tuổi nhỏ nhưng mà tính rất bướng. Cái tuổi này thật sự cái tuổi đang phát triển nên mà mình phải hiểu được cái tâm lý của con như thế nào. Bé có thể là bé nhà mình là theo như chị chia sẻ là cứng đầu đấy, là nó cái nó nạt ngang nạt ngửa, kêu nó nạt ngang để một chút đi nó nói gì hoài đó. Tại vì biết sao không, tại mình thương nó quá. Thứ nhất là chiều, thứ hai là bé có được cấp sách tới trường đâu, đúng chưa? Cái này em nói ra là anh chị buồn thật đúng, đấy. Đúng, em nói đúng. Nhưng mà bé có được cặp sách tới trường đâu, có được cô giáo này kia dạy dỗ đâu. Đúng rồi. Về thì đôi khi thì cha mẹ vì cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền, đâu có thời gian nhiều để quan tâm các con. Anh chị là làm công việc gì đây? Làm công ty. Anh làm hồ ngoài. Làm hồ thì mùa này cũng bấp bênh ha. Thất nghiệp có tháng này, tháng mấy này đó. Kể cả không thất nghiệp thì cũng nắng mưa, mùa này mưa giết đâu làm được. Thì một năm làm được có mấy ngày. Còn chị làm công ty thì cũng đỡ hả? Sáng đi tối về hả? Đúng rồi, có khi làm 3 ca. Ca 1 thì 5 giờ tới 2 giờ chiều về. Xây ca vậy đó. Tới 10 giờ đêm thì sáng 6 giờ sáng về. Vậy hiện hôm nay là phải bỏ hết công ăn việc làm để đi tìm. Xin nghỉ hết ngày. Bữa giờ là mình đi tìm những nơi nào thôi? Chưa có tìm như trên, điện đó thôi mà nhắn tin không được, không biết đường nào mà tìm đó. Bây giờ như thế này, bây giờ nhà mình cho cái thanh niên mà dẫn con gái nhà mình đi cơ hội làm mấy ngày? Cơ hội thì nó đi bữa thứ hai. Em đang nói nè, ngày hôm nay sau khi về đây nhờ anh em đăng tải lên và anh em đi tìm thì gia đình nhà mình cho cơ hội làm mấy ngày. Nếu thanh niên này đưa con gái mình về thì mình bỏ qua, còn không đưa về thì anh em mà tìm được gia đình nhà mình bàn giao ngay lập tức cho cơ quan chức năng công an có thẩm quyền để giải quyết sự việc nhá. Yeah. Bây giờ mình cho cơ hội mấy ngày? 3 ngày đi, được không? 3 ngày nhiều quá. 1-2 ngày thôi. Ngày hôm nay và ngày mai. Đúng. 2 ngày. 2 ngày. Yeah, okay. Đúng 2 ngày. Dặn con gái nhà mình về thì anh em cũng như là gia đình, đặc biệt là gia đình nhà mình á, yeah, quan trọng là anh chị á, sẽ bỏ qua với điều kiện chưa làm tổn thương, chưa gây cái hậu quả gì với bé. Còn nếu mà gây hậu quả gì với bé thì gia đình nhà mình không bỏ qua nha. Yeah, đúng rồi, không. Đừng có uổng công anh em mà bỏ công sức ra để đi tìm. Yeah, và đặc biệt là nhờ rồi. Tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Nói vậy đời quá cảm ơn em luôn. Nha. Nếu chiều ngày hôm nay, từ giờ đến chiều ngày hôm nay mà thanh niên kia mà đưa con gái nhà mình về, hoặc con gái nhà mình tự động về, với điều kiện là con gái nhà mình chưa bị cái gì hết, thì thôi mình hoan hỉ bỏ qua cho người ta. Nha. Còn người ta vẫn cứng đầu, vẫn dẫn con gái nhà mình đi, đặc biệt là có ý định xấu với con gái nhà mình, thì mong anh chị phải cứng rắn lên nha. Yeah. Mình phải làm tới nơi tới cùng nha. Yeah. Rồi anh cũng dẫn xuống cho anh luôn á. Dẫn lên này luôn. Anh chị có điều nào muốn nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng giúp đỡ gia đình nhà mình không? Thì nói trước thì nhờ cộng đồng mạng và anh em trên bên anh Hải giúp đỡ tìm kiếm con giùm. Tôi thành thật cảm ơn cộng đồng mạng nhiều lắm. Hy vọng con gái xem được video này, thấy cả ba cả mẹ về đây nhờ các chú đi tìm con, thì con đang ở đâu đó sớm quay trở về đi. Bởi vì tuổi đời của con rất nhỏ, 15 tuổi con biết gì đây. Nên mà con đi ra bên ngoài thật sự rất nhiều điều phức tạp, đặc biệt rất nhiều cạm bẫy. Mà cái người con đi theo đó chưa chắc đã tốt với con, chưa chắc đã yêu thương con thật lòng. Mà con còn nhỏ xíu mà yêu đương gì đây. Người ta có thể là vì lợi ích của bản thân mà người ta sẵn sàng để người ta đưa con làm những công việc không tốt để người ta kiếm tiền.
thậm chí là những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật. Nên mà con gái đang ở đâu đó hãy sớm quay trở về bên ba mẹ, bởi vì chỉ có cha mẹ là thương con vô điều kiện, và đặc biệt rằng là cha mẹ la con là vì thương con, muốn con sau này có cuộc sống và đặc biệt là con được nên người, chứ không phải ba mẹ ghét bỏ gì con. Nên mong con gái hãy suy nghĩ lại. Còn nếu tới giờ phút này mà con đi theo người ta hoặc ai đó mà chứa chấp con, khống chế con không cho con về, thì con hãy thật bình tĩnh, con gọi về số của các chú hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Các chú ngay lập tức có mặt kịp thời để đưa con về một cách an toàn nhất nha con gái. Còn thanh niên nào, thậm chí là cô chú nào, chủ quán nào mà đang giữ bé, chứa chấp bé, đã và đang có ý định xấu với bé, bắt ép bé làm những công việc vi phạm pháp luật, thì hãy nhanh chóng thả bé về nếu không muốn dính líu tới pháp luật. Còn cố tình ngoan cố khi anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải mà tìm được, thì ngay lập tức bàn giao cho cơ quan chức năng, công an có thẩm quyền để giải quyết cái sự việc. Bé mới 15 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên, cái khung hình phạt này rất là lớn. Đi xa đấy, cái này là rất nhiều mùa xuân xa gia đình đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Nếu mà những cô chú và những cái đối tượng đang dẫn bé không tin thì cứ search lên Google là biết. Cái hành vi mà chứa chấp trẻ em dưới tuổi vị thành niên cũng như là gây ra cái hậu quả về, gây ra cái hậu quả với các bé mà dưới tuổi vị thành niên, thì cái mức hình phạt, cái khung hình phạt như thế nào, mình search lên Google, tự mình biết được cái kết quả lên. Cái sự việc của anh chị thì anh em đã ghi nhận, sự cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình là hoàn toàn miễn phí nhá, và giúp hết sức có thể. Mong rằng là khi con về mình phải có cách, có hướng để mình chỉ dạy lại con em mình. Em thấy cái tình hình này là không ổn rồi nhá. Mình phải có cách, có hướng. Dù cho công việc bận rộn cỡ nào thì mình phải dành chút cái thời gian. Bởi vì là tóm lại là anh chị đi làm mục đích chính là vì cái gì? Vì gia đình, vì phục vụ cho gia đình hết, đúng không ạ? Còn nếu mà bây giờ gia đình mình như vậy thì mình đi làm kiếm tiền để làm gì nữa, đúng chưa? Đúng. Có tâm trí để đi kiếm tiền không? Không có. Đúng không ạ? Đúng. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp bé sớm quay trở về một ngày gần nhất. Thật sự đây là một cái câu chuyện của ba mẹ tìm con. Câu chuyện này thì mình cũng không thể trách bé được, bởi vì bé sinh ra và lớn lên, tiếc rằng là ba mẹ vì một cái lý do kinh tế hay như thế nào đó mà bé không được cấp sách tới trường, cho nên dẫn tới cái tình trạng là tới giờ phút này bé 15 tuổi rất ngang bướng và đôi khi ba mẹ nó không nghe lời. Một phần lỗi lớn là do cha mẹ, chứ không phải do bé, do về cái cách chỉ dạy của ba mẹ thôi. Nên rất mong rằng tất cả các cô chú anh chị có con em mình nhỏ tuổi làm ơn chỉ cũng như là tuyên truyền cho con em mình những đâu là hiện nay là trên mạng xã hội những cái chiêu trò lừa đảo. Đặc biệt là nói với con em mình không quen bạn bè trên mạng xã hội, tránh các trường hợp là các con em mình bị sập bẫy rồi bỏ nhà đi, thì thật sự đó là cái điều rất đau lòng. Rất mong cô chú anh chị thương hai vợ chồng anh chị này thì chia sẻ lan tỏa để hy vọng một ngày gần nhất con gái sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại gia đình. Rồi em xin phép chào anh chị, chúc anh chị là nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con gái sớm quay trở về một ngày gần nhất nha. Yeah. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Rồi, cảm ơn em.